Em xin chào toàn thể đại gia đình mình ạ. Kính chúc anh chị gái nhà mình sức khỏe dồi dào, công việc anh thông thuận lợi. Đấy, hôm nay em có một cái bức tranh rất là đẹp luôn. Bức tranh có tên gọi là Phu Thê Viên Mãn, kết hợp cùng được làm cho cái chất liệu các nguyên liệu quý, kết hợp thành những cái dòng gỗ quý nữa, nguyên liệu cực kỳ là quý hiếm như là vỏ window này, ngọc trai này, san hô đen này, sương voi này, các nhất. Đấy, tác phẩm này thì rất là đỉnh cao nghệ thuật luôn anh em mình ạ. Đấy, thiết kế vô cùng là hoa mỹ, nhìn rất là bắt mắt sang trọng luôn. Bức này bộ này anh chị trưng trong kê trong không gian đúng không ạ, treo trên không gian nhà mình thì rất là sang luôn. Đấy, bao đẹp cho anh chàng nhà mình nhá. Hai chú chim đang tán tỉnh nhau, tình tứ uyên ương rất hạnh phúc đắm đuối ạ. Một bức tranh Phu Thê Viên Mãn đặt trong không gian, treo trên không gian nhà mình, chính là mang lại sự hạnh phúc trăm năm, viên mãn và biểu tượng cho sự thành công trong gia đình ạ. Và tác phẩm này các bác ơi có thông số kích thước là cao 88, chiều ngang sẽ là 95. Đấy, và độ chiều sâu, chiều ngang là vâng ạ, chỉ là 1m05 và độ dày của tác phẩm là 15cm. Và để biết thêm thông tin chi tiết về tác phẩm này, anh chị mình có thể liên hệ qua hai số hotline của bên em là 0334623357 hoặc 0981817345 ạ. Và hẹn gặp anh chị mình trong các video lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.